Xin chào mọi người, xin chào tất cả anh chị em nhân viên phòng bán hàng của công ty Phan Nhân Xin chào quý khách hàng trong cả nước Phan Nhân là một công ty chuyên cung cấp các loại vật tư cơ khí và các loại vật tư nhựa công nghiệp Trong các loại nhựa công nghiệp thì hiện tại là công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại nhựa như nhựa HDPE, nhựa HDBB, nhựa BOM, nhựa MC, nhựa BB Thì bên cạnh các loại nhựa đó thì công ty à, chúng tôi chuyên cung cấp các loại phíp các loại phíp, nói tới những cái loại phíp thì anh chị và các bạn biết rằng là phíp cách điện, cách nhiệt. Thì trong những cái loại phíp đó thì nó có những cái loại phíp à, có những cái thành phần nó khác nhau như là phíp bố này, rồi phíp màu cam này, hay còn gọi là phíp cam, rồi phíp thủy tinh này. Phíp thủy tinh thì nó có phíp à thủy tinh màu xanh và phíp thủy tinh màu vàng. Thì à, trong tất cả những cái loại phíp cứng đó thì nó có một số đặc điểm cụ thể mỗi loại phíp nó có thông số cụ thể mà hàng mà Hùng đang nắm đang nắm và đang đang có những cái thông tin cụ thể ở đây. Thì hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và các bạn một loại phíp, màu của nó là màu nâu như thế này anh chị các bạn, màu nâu cánh dáng Nhưng cái loại phíp này nó là cái loại phíp trơn anh chị các bạn. Phíp trơn. Có nghĩa là phíp này nó những cái những cái hạt phíp mà để mà đúc thành cái ép thành cái tấm phíp như thế này á nó rất là mịn so với cái loại phíp bố phíp bố thì cái cái cái, cái ruột của nó cái thịt của nó tựa giống như là gỗ người ta gọi là phíp bố gỗ còn cái loại phíp này là phíp trơn thì cái loại phíp này với cái phíp bố thì chức năng nó cũng na ná giống nhau nhưng mà cái công dụng thì hai cái loại này nó khác nhau phíp bố nó nó được làm từ những cái cái sơ rồi trong những cái sơ đó thì người ta sẽ trộn những cái phụ da và người ta ép lại nên cái tấm phíp của nó nó được liên kết bởi những sợi bố còn cái loại phíp trơn như thế này nè thì người ta sẽ sẽ được làm từ những cái hạt bột của những chất sừng chất cứng đó chị các bạn và cái hạt bột đó rất là mịn nên nó tạo thành một cái khi mà đúc ra thì cái ép ra thì nó thành cái tấm phíp nó mịn hơn, nó mịn hơn và nó nó nó, nó láng hơn. Thì cái loại phíp bố này á nó khi anh chị và các bạn cắt ra thì cái hạt cái hạt mịn của nó, hạt mịn của cái cái phíp bố này nó tựa giống như tro mà tro rất là mịn anh chị các bạn. Tro rất là mịn. Đó. Nó là một cái loại phíp làm bằng chắc sừng nha anh chị các bạn nên nó rất là cứng. À, bên cạnh cái nó là vật liệu cách điện, cách nhiệt sử dụng trong những cái ngành như là ngành điện và điện tử á, thì ở bên ngoài xã hội bên những công trình công nghiệp thì cái loại phép này được ứng dụng rất là nhiều rất là nhiều thì cái loại phép bố trơn này nè thì hiện tại là công ty chúng tôi đang có từ độ dày của nó là 3 ly 4 ly 5 ly 6 ly 8 ly 10 ly và công ty chúng tôi có tới độ dày 40mm và cái khổ tắm của nó khổ tắm của nó là 1m x 2m và 1.2 x, x 2.4 thì cái loại hàng này hiện tại là công ty chúng tôi đang bán theo tấm và chúng tôi có cắt lẻ, à, cắt lẻ theo cái yêu cầu mà quý khách hàng cần. Có nghĩa là anh chị và các bạn ở nơi xa đó, anh chị các bạn cần mua tấm phíp, à, thứ nhất là khổ rộng của nó bao nhiêu, chiều dài nhân chiều rộng và độ dày của tấm phíp đó là bao nhiêu mili thì anh chị các bạn cứ liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi qua số điện thoại 0915 886 916. Đây cũng là số Zalo anh chị các bạn cứ gửi thông tin qua Zalo và nói cho chúng tôi biết anh chị các bạn đang cần mua cái tấm phíp bố hay là cái loại tấm phíp nâu trơn thì công ty chúng tôi sẽ nhận thông tin của quý anh chị và các bạn, công ty chúng tôi sẽ báo giá nhanh. Đồng thời những cái hàng này công ty chúng tôi luôn có sẵn và có thể ship hàng trong ngày cho quý anh chị và các bạn. Rất mong quý anh chị và các bạn thông qua cái clip này, anh chị các bạn đã nhìn thấy thực tế cụ thể cái sản phẩm này tại công ty Phan nhân mà hùng đã review cho anh chị và các bạn thấy được hình ảnh à, hình ảnh của nó rất mong với anh chị và các bạn có nhu cầu anh chị các bạn tin tưởng liên hệ và nhận báo giá anh chị ủng hộ à, anh chị và các bạn ở xa thì công ty chúng tôi có thể gửi hàng nhanh chị các bạn thông qua các dịch vụ vận chuyển như là việt Teo rồi một số các công ty vận chuyển bắc nam những cái uh, khách hàng gần gần khu công ty phân nhân hoạt động thì công ty chúng tôi có thể dùng xe tải hoặc xe máy giao hàng tận nơi cho quý anh chị và các bạn. rất mong quý anh chị các bạn tin tưởng và ủng hộ. mình chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. xin chào và hẹn gặp lại.